Hai thằng nó chơi bọn em nó chơi chết luôn á. Hình như nó mãi mãi sao kìa. Nó quét. Chạy luôn. Hải Saki sẽ có thời gian hồi máu. Em nữa nè. Bắn tay luôn nè, bắn tay. Ủa thằng nghe chơi mà hậu đơn trắng à. Qua chưa? Okay. Ê, từ từ Đạt, đưa Đạt. Tao bỏ xuống phải nha Đạt. Yếu nè, bỏ em rồi. Đầu má ơi. Em rồi. Má ơi, hỏi đấy. Chết mày ạ, tôi tính rồi. Hết rồi. Đây tao để cam. Ủa, cam để cam được. Tao bỏ đồ rồi. Hai bên tài đâu á tài? Thấy không? Mình em biết đâu bên kẻ sao nè, đéo. Nãy giờ. Ê, về bắn chết là Vi được á tài. Đi về canh chạy về đúng không? Rồi hở. Chạy về bắn chết hay là Vi. Canh miếng đạn thôi, anh không có đạn. Không ba gì rồi. Mỹ lùi về tiếp Mỹ. Đây. Cái khiên cái này tại. Chuẩn cái lại dừng ở đây, dừng lại. Tôi nằm yên chỗ này luôn á. Em bảo nè, bây giờ chạy về chấm 3 bắn đi, chạy về chấm 3 đi, bắn chắc đi anh em. Chạy về bắn 3.3. Ơ nhìn thằng nào đi cho tao được không? Đi phải một hàng ơi. Nằm kìa. Ơ chấm ơi, chấm 3. Đi đúng chấm 3 luôn. À, trong phòng flash một hồi chấm 3 với một thằng bên trái. Chắc phải. Đó nghe chưa chưa. Yếu rồi. Đâu. Xe còn xe. Có hai anh em. Đang smoke ra cái. Trời ơi, có xì móc cho tao. Cho Hải cái. Rồi đó. Anh đứng thở đến em. Bảo chạy về sát giền bo đi. Chấm 3 kìa. Đừng về bắn con này đi. Ừ. Đừng có, đó nó mở hết rồi. Vi lên. Rồi để cái thiên đi. Tổng dựng khiến này hở đường anh. Bây giờ nó mở hết trái sao anh bắn nữa. Anh bảo từ đầu không ai về hết. Không phải hả? Đúng rồi, chạy cua, chung đi, chung đi, chung đi. Đó, mà cho mà hả? Ôi, đưa cầm trúng chuyện đi anh em. Đây, để cho nó, đem bắn nó. Em có, để tao hãy. 11 viên đạn nốt mà bảo không xuống viên nào thì đúng là điều nha. Nào, bắt đầu thử nghiệm từ những viên đạn đầu tiên. Mày phát hiện này. Là mấy cái. Nhưng không sao cả, vẫn còn đó là. Đó, bỏ nhà này. Tao có flash nhỉ? Bắn sao ủ lên em ạ. Nếu nó được. Ôi, chạy. Tao nghe trúng. Tao flash nè. Này, tài ơi. Hay quá, có một kill quá. Đại sư! Quay tiếp, giờ tiếp. Một cái top 1 chốt ngày không thể đẹp hơn dành cho đại diện Việt Nam của chúng ta. Và siêu!